Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an vừa đến kiểm tra chuyên đề công tác phòng cháy chữa cháy tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc, thời gian qua thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 18 KHBCA C07, kế hoạch số 273 KHBCA C07 của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, chỉ tiêu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Như đã tham mưu Ủy ban Nhân dân cùng các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tích cực tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, tăng cường việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường và các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Cũng trong đợt này, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã đến kiểm tra thực tế ở một số mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Chư Mở Ga. Những mô hình này được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập. Mỗi tổ khoảng từ 5 đến 15 hộ có nhà ở kết hợp với kinh doanh liền kề nhau. Từng hộ có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và trong tổ có lắp đặt chuông báo cháy kết nối liên động. Chỉ cần một hộ báo cháy thì chuông tại các hộ còn lại sẽ đồng loạt báo cháy, giúp cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thực hiện kịp thời. Ngoài việc xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các ngõ hẹp có chiều sâu từ 50m trở lên mà ô tô chữa cháy không vào được, tiến hành xây dựng các mô hình điểm chữa cháy công cộng, được bố trí trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ban đầu và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nắm rõ các điểm đặt phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nội quy, quy định về bảo quản phương tiện, các trường hợp được sử dụng phương tiện, quy trình và cách sử dụng phương tiện có hiệu quả khi có cháy, nổ và tai nạn sự cố xảy ra. Qua đợt kiểm tra, đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Công an tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Không phải phun làm cháy thì nó sẽ dập tắt được làm cháy.